Hai cho anh em vào xẻo lớp mình là Tlu Echita. Rất vui quay trở lại các bạn là trong video ngày hôm nay. Cũng tương đối lâu rồi mình mới làm video kiểu offline như thế này. Còn thường thường thì mình bây giờ hay livestream vào khoảng độ 10 giờ 10 rưỡi, khoảng 10 rưỡi các tối, buổi tối các bạn ạ. Đặc biệt là tối từ tối thứ năm tới tối chủ nhật. Hôm nay mình làm video livestream chia sẻ với các anh em hai vấn đề. Trong đó vấn đề đầu tiên đó là vấn đề về game sập hay là không sập, đúng không? Server quốc tế này. Lý do thì là do cái event lần này nhà phát hành nó post lên có thể nói là rất chậm trễ so với những lần trước. Event cũ đã qua được khoảng 3 ngày rồi mà event mới nó vẫn chưa xuất hiện. Event trên trang web các bạn ạ, nó vẫn chưa thông báo, là chưa trình bày như là mọi khi. Còn trong game thì event nó vẫn đang tiếp diễn hết sức là bình thường các bạn ạ. Event đang diễn ra hết sức là bình thường, cân đường hộp sữa, đúng không? Không có gì gọi là đặc biệt cả, gọi là bất thường cả trong game, nhưng ở ngoài game thì nó khác biệt như vậy. Cho nên một số người thì cho rằng là cái gì nhỉ, game chắc là sẽ sớm sập thôi, đúng không? Thì đây mình chia sẻ với các anh em một chút để các anh em có một cái góc nhìn nó chính xác hơn, hay là có thêm những cái góc nhìn nó mở rộng hơn, và biết đâu các bạn sẽ phát hiện ra là một cái điều gì đó, hay là tìm được cái định hướng đúng đắn khi mà chơi game, đúng không? Trước tiên thì mình chia sẻ với các anh em là ba cái dấu hiệu cực kỳ lớn để chứng tỏ rằng game, một cái con game nào đó nó sắp sập. Đây là theo hoàn toàn theo kinh nghiệm của mình chơi các game ở bên Việt Nam cũng như ở bên quốc tế. Ở bên Việt Nam thì mình có chơi hai game mà nó đã sập rồi, đó là game Quyền Vương 98 của nhà phát hành Garena Việt Nam, và một game nữa là game Nữ Vương Đổi Loạn của nhà phát hành Soha Game Việt Nam. Đây đều là những con game mà nó có tính chất tương tự như là Quyền Vương 98 server quốc tế. Đấy, cũng có lượng người chơi, cộng đồng, rồi fanpage các kiểu, vân vân, đúng không? Nó có cái sự dấu hiệu gì để chứng tỏ rằng là game nó sẽ bị sập, đúng không? Thì các anh em cùng lắng nghe, theo dõi xem là nó có đúng không nhá. Thứ nhất, mình nghĩ rằng dấu hiệu đầu tiên để chứng tỏ rằng game chuẩn bị sập đó là khả năng gộp server của game các bạn ạ. Đó là khả năng gộp server. Các anh em nào mà chơi bên Quyền Vương 98 Việt Nam rồi thì đều đã biết rằng khi mà đến cái giai đoạn bắt đầu server tầm khoảng độ 140 mấy đấy, 150 mấy đấy thì bắt đầu là có sự gộp server hàng loạt, bắt đầu là từ những cụm server đầu tiên rồi tới những cụm server cuối cùng. Đấy là cái thời điểm nó bắt đầu gộp server, là thời điểm server 140 mấy, và thời điểm sập server là thời điểm 170 mấy. Đấy, tức là các bạn có thể thấy là cái dấu hiệu gộp server là cái hiệu rất là rõ ràng để khẳng định là để có thể kết luận là game nó sẽ sập. Lý do đó là khi mà gộp server ấy thì là lượng người chơi ở những cái server cũ nó không còn nhiều nữa, và lượng người chơi ở server cũ đó không còn nhiều, dẫn tới là cái doanh thu của các server cũ nó không còn cao nữa, thành ra là người ta sẽ phải gộp server lại để giảm chi phí vận hành và tăng cái doanh thu trên một server nó cao hơn. Đấy là cái dấu hiệu thứ nhất mà mình nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được, đúng không? Tin tưởng được, chuẩn bị gộp server. Hay gộp server là một trong những dấu hiệu. Mình không nói chắc chắn là nó sẽ sập nhanh, nhưng nó là một trong các dấu hiệu góp phần vào việc sập server các bạn ạ. Đấy, các anh em lưu ý. Và tất nhiên ở server quốc tế này thì hoàn toàn là chưa thể có điều đấy, đúng không? Server hiện nay mới nhất vẫn chỉ là server 64. Mình đây đang ở 60. Server 64 vừa mới ra mắt cách đây hình như là 2 hay 3 ngày thôi các bạn ạ. Đúng không? Vừa mới ra mắt xong cũng bảo sập rồi, đúng không? Công vừa bán nhau công nó kêu phá sản công ty rồi, đúng không? Ai tin, đúng không? Ok, các anh em cũng có thể là yên chí cái dấu hiệu này thì không nằm trong cụm server quốc tế này, đúng không? Đấy, dấu hiệu thứ nhất đó là như vậy. Dấu hiệu thứ hai mình nghĩ rằng đó là tính năng trong game. Đấy, tính năng trong game. Đó là tính năng trong game, nếu như không được update liên tục, không được thêm tính năng mới, không có võ sĩ mới, đúng không? Không có võ sĩ mới thì mình nghĩ rằng đấy cũng là một trong những nguyên nhân, một trong những cái biểu hiện rất rõ ràng của việc sập game. Bên Soha Game thì mình nhớ là trước ngày sập game khoảng 2 tháng thì 2 tháng liên tiếp trước ngày sập game họ không update bất kỳ một tính năng mới nào cả, bất kỳ một võ sĩ mới nào cả, hoàn toàn không có, đúng không? Đấy, mình đã nhìn ra là con đường sập game mà đúng thật là như vậy các bạn ạ. Đấy, sập sệ luôn, đúng không? Đấy, nhưng mà bên này các bạn thấy là update võ sĩ mới rất là đều, và thậm chí có những võ sĩ mà chưa từng xuất hiện bên Việt Nam. Dù rằng phiên bản của Quyền Vương 98 USA này hay Quyền Vương 98 quốc tế này nó là riêng biệt với Việt Nam, nó là đi sau Việt Nam một chút, nhưng mà các bạn có thể thấy có những cái võ sĩ mà Việt Nam chưa từng ra mắt. Ví dụ như là
Athena 2002 chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như vậy. Hoặc là tính năng lông trại, đúng không? Tính năng lông trại đi ăn trộm ấy các bạn. Đấy, bên Việt Nam làm gì có cái tính năng này đâu. Mà chính xác thì bên Nhật cũng chưa có luôn các bạn ạ. Đấy, đúng không? Để khẳng định với các anh em là bên này có vẻ như là họ có một cái đội ngũ phát triển nó hết sức là độc lập với những cái server khác. Với những cái đội ngũ phát triển độc lập như thế thì chúng ta sẽ không lo lắng về việc bản quyền các bạn ạ. Đấy, đây cũng chính là vấn đề thứ ba mà mình muốn đề cập tới với các anh em. Đó là dấu hiệu số 3 để các bạn có thể gọi là nghi ngờ về việc sập game. Đó là game có bản quyền hay là không. Với những game phải mua bản quyền, ví dụ như bên Gaena 98, Quyền Hương 98 Việt Nam hay là bên Soa Game thì đều là mua bản quyền bên nước ngoài. Đấy, họ là nhà phát hành Việt Nam và họ phải thông qua một... Và game nước ngoài muốn vào Việt Nam, Quyền Vương 98 muốn vào Việt Nam thì phải thông qua một nhà phát hành trung gian ở Việt Nam. Đó chính là Garena của Việt Nam hoặc là Soha Game của bên Nữ Vương Nổi Loạn. Đấy, tuy nhiên thì vấn đề về chi phí vận hành rồi là bản quyền gây ra cái áp lực rất là lớn với các nhà phát hành ở bên Việt Nam. Và họ nếu như không giải quyết được cái bài toán đấy thì chắc chắn là game ấy sập thôi. Hoặc là đầu game bên kia của họ sập, tức là bên Trung Quốc mà họ sập rồi đấy, đúng không? Thì bên mình cũng chẳng lấy bản quyền ở đâu mà mua cả được, đúng không? Đấy, nhưng mà với một đội ngũ phát triển độc lập như là của Quyền Vương 98 quốc tế nha, mình biết luôn các anh em là máy chủ của nó thì đặt ở Hồng Kông đấy, tiền tệ của nó chảy hết về Hồng Kông đấy. Đấy, do mình nghĩ là do có chăng là do người Mỹ hoặc là ngôn ngữ của quốc tế thôi, chứ còn đâu cái trụ sở của nó là ở Hồng Kông. Tức là nó có một cái đội phát hành, mình nghĩ rằng nó có một cái bộ phận phát hành với bộ phận nghiên cứu phát hành game hoàn toàn độc lập so với những cái máy chủ khác như nhà Nhật, như nhà QQ. Vì ở bên này có những tính năng mà những cái server khác nó hoàn toàn không có, đúng không? Đấy là cái điều mà chúng ta hoàn toàn là có thể tin tưởng được các bạn ạ. Hoàn toàn là có thể tin tưởng được để yên chí, an tâm mà chơi bời phá phách, đúng không? Không phải lo lắng về cái việc là game sập hay là không sập. Còn tôi ở đây cơ mà, đúng không? Có trời sập, mình còn gánh được cho các anh em. Nên các anh em không phải lo lắng về cái việc là game sập hay là đóng server cái gì khác nhá, đúng không? Tôi lạp cả núi kim cương về yêu cầu bảo sập chết tôi à, đúng không? Mà các anh em yên chí là bên Quyền Vương 98 này thì cái gì nhỉ, bên cô server quốc tế này thì nó có cái cách điều hành game nó khác biệt so với bên Việt Nam lắm các bạn ạ. Các bạn nào mà chơi game Kaban, không biết các anh ở đây có anh em nào chơi game Kaban 1, Kaban 2 được, đúng không? Thì cũng có thể tìm ra cái điểm chung của cái game này, đó là cái trang event của nó ấy các bạn ạ. Nó làm rất là sơ sài. Đấy, Kaban thì nó tồn tại được khoảng hơn chục năm rồi, đúng không? Hơn chục năm, và bây giờ vẫn tồn tại nhá. Đấy, nhưng cái game của nó thì cái event của nó làm rất là sơ sài, event ở ngoài game ấy các bạn ạ. Đấy, tức cái trang event của nó ấy làm rất là sơ sài. Nó không đầu tư chăm chút mấy đâu, nhưng mà trong game thôi, nó chỉ đầu tư ở trong game thôi. Đấy mình cũng thấy một cái điểm chung của nó. Còn đâu thì sự thực như nào thì mình không nắm rõ lắm, nên là cũng chỉ biết là như thế thôi, đúng không? Biết là như thế thôi. Và đâu các anh em cứ yên tâm quẩy đi, đúng không? Bao giờ nó xuất hiện một trong ba dấu hiệu trên thì hãy nghi ngờ, đúng không? Thì hãy nghi ngờ, thì hãy nói rằng là game chuẩn bị sập, chứ đừng nghe thiên hạ nó đồn đại linh tinh vậy nhá. Đôi khi là mình chỉ ngồi chém gió cho nó vui thôi. Các anh em lưu ý, biết lúc nào lúc đùa lúc thật, đúng không? Lúc đùa chỉ biết đùa ấy. Ok, còn mình còn đâu, mình xin tóm tắt lại này, ba dấu hiệu sập game vắn tắt này. Một là gộp server, đúng không? Vắn tắt đấy, còn chi tiết các anh em tua lại đoạn nữa nha. Hai là không ra tính năng mới, đúng không? Không ra võ sĩ mới, đúng không? Không cập nhật môn miếc của các võ sĩ, đúng không? Không cập nhật các trò chơi mới, các chế độ mới, đúng không? À, thứ ba là cái nguồn game gốc của nó, tức là cái bộ phận phát triển của nó, cái nguồn gốc bản quyền của nó không rõ ràng hoặc là không phát triển nữa, còn game gốc của nó đã bị sập sẵn rồi, đúng không? Thì tất nhiên là mình ở những cái thế hệ sau chắc chắn là cũng sẽ sớm sập mà thôi, đúng chưa? Gốc chết rồi thì ngọn sống làm sao được. Đấy là ba cái dấu hiệu các anh em có thể gọi là tin tưởng. Các anh em nào phát hiện thêm các dấu hiệu khác nữa thì có thể vui lòng comment bên dưới phần mô tả của video, thì mình sẽ và các bạn khác thì có thể là đọc để tham khảo thêm, đúng không? Để tham khảo thêm. Còn đâu tại thời điểm này các anh em cứ yên chí mà chơi bời, quẩy lê, đúng không? Quẩy lê nào, đúng không? Ok. Xong vấn đề nhất, đúng không? Vấn đề thứ hai trong video này mình muốn nói tới đó chính là event tiếp theo. Thứ mà chúng ta đã hóng đợi chắc là chỉ có thua là đợi Tết thôi, đúng không? Thua mỗi cái vụ là vụ đợi Tết thôi. Đấy. Lý do thật đơn giản, đó là event bình thường thì xuất hiện cứ hết event này thì nó sẽ xuất hiện event khác. Tuy nhiên thì
Cái sự kiện gần đây thì nó lại không như vậy đúng không? Tuy nhiên thì cái sự kiện gần đây nó lại không như thế. Ok, tuy nhiên thì những sự kiện gần đây nó lại không như vậy khi mà sự kiện cũ hết tới 3 ngày rồi. Nhưng mà sự kiện mới thì vẫn chưa thấy đâu cả. Sự kiện mới vẫn chưa thấy đâu cả. Và không chỉ riêng gì người chơi Việt Nam, trên trang YouTube, các server quốc tế người ta cũng bàn luận cực kỳ nhiều, cũng giục nhà phát hành cực kỳ nhiều các bạn ạ, về việc đó là tại sao lại không ra server, lại không update cái lịch ra không update cái lịch event đúng không? Không update cái lịch event mà lại chậm chế, quá chậm chế như vậy. Đấy thì một số anh em bên Việt Nam thì cũng viết thư thả hỏi thẳng nhà phát hành luôn. Ở trên fanpage thì họ không ở trả lời đâu các bạn ạ. Fanpage nó cũng không chăm chút đâu. Thật sự nó không chăm chút bên fanpage đâu. Từ lúc mở game tới bây giờ nhá, chứ không phải là bây giờ nó không chăm chút, mà từ lúc gọi là khai mở server đầu tiên ấy, đấy nó cũng không chăm chút đâu các bạn ạ. Cái bên này nó là như vậy đúng không? Mình cũng không, có lẽ là cái kiểu phong cách làm game của nó như thế, đúng chưa? Đấy, nhưng mà ở bên email thì họ trả lời cực kỳ gọi là nhiệt tình. Mình có thắc mắc mấy lần về các lỗi trong game, hoặc là lỗi lạp tiền, lỗi đền bù tiền, đền bù kim cương, họ làm rất là mau chóng và rõ ràng chính xác các bạn ạ. Đấy, và trong lần này thì một số anh em gửi thư cho nhà phát hành thì chắc là cũng đã nhận được hồi âm rồi, rất là nhanh chóng, và người ta giải thích cũng như là ngôn ngữ rất là lịch sự và hứa hẹn là sẽ đưa event lên sớm nhất. Đấy là lỗi của họ. Đấy, và họ đang cố gắng là chỉnh sửa. Thì mình nghĩ rằng là do trang web nó đang bảo trì bảo dưỡng, hoặc là gặp lỗi gì đó cần phải sửa, hoặc là cái người bộ phận làm web này họ có vấn đề gì đó chưa có người lên thay thế, nên thành ra là họ chưa update được. Và hôm nay thì mới update được các bạn ạ. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 và họ update luôn lịch từ 18 tháng 2. Các sự kiện mà họ đã không update đó chính là sự kiện vòng đua Lameless cũng như là tiêu kim cương vân vân. Đấy là cái thứ mà họ đã bỏ trống. Nghĩa là cái event này cũng mới được, mình nghĩ được một cái người mới, người ta cũng được gọi là mới, được gọi là bổ sung thôi, còn đâu trước đó thì chưa có đúng không? Trước đó thì chưa có. Ok, thì chúng ta xem là event lần này có cái gì. Đây là thứ mà quá nhiều người trông đợi rồi, trong đó có mình các bạn ạ. Đấy, event này diễn ra bắt đầu ngay từ ngày hôm nay tính theo giờ Việt Nam các bạn nhá. Đấy, các event ở đây thì hoàn toàn bằng tiếng Anh, các anh em có thể vào group ở bên dưới phần mô tả video của mình, group KOF98 đấy, thì theo dõi những cái bản dịch Việt sắp, hoặc đơn giản hơn là có thể là vừa nghe mình, vừa xem video của mình chém gió, vừa theo dõi về lịch sự kiện này đúng không? Vừa lịch sự kiện này. Số 1 đó chính là sự kiện đổi vật phẩm đúng không? Đổi vật phẩm. Thường thường các sự kiện đổi vật phẩm này thì không ngon lắm, cho nên mình không đi sâu. Nó đổi bằng một lượng kim cương khá lớn và vật phẩm nhận lại thì theo mình nhận định thì nó cũng không được ngon lắm. Diễn ra ngay từ ngày hôm nay và trong 2 ngày, 18 và 19. Tới ngày 20 là hết. Sự kiện số 2 là sự kiện đổi mảnh võ sĩ các bạn ạ. Đổi mảnh võ sĩ thì thông thường ở đây sự kiện đổi mảnh võ sĩ này thường là các sự kiện đổi mảnh các võ sĩ tư chất. Mình nhớ là nó sẽ từ 12 cho đến từ 13 cho đến 14 thôi, chứ thường thường là không có tư chất 15. Và giá của nó thì mình cho rằng rất là đắt, thì các anh em cũng không cần phải quan tâm lắm đâu. Sự kiện số 3 là sự kiện đáng để quan tâm, đó là sự kiện nạp một bốc, nạp bốc nào ăn bốc đấy. Ví dụ bạn nạp 4.500 kim cương, gói kim cương lớn nhất, thì bạn chỉ nhận được một mốc lớn nhất thôi, chứ các bạn không được nhận được full mốc, tất cả full mốc. Bạn nạp 2.250 kim cương thì bạn sẽ nhận được duy nhất một mốc đấy thôi, đó là mốc 5 phím đỏ. Đây cũng là mốc nạp mà rất nhiều người chơi ưa thích. Đây cũng là một trong những cách kiếm phím đỏ mình nghĩ rằng bá đạo và độc ác nhất các bạn ạ. Nó phím đỏ tầm này các anh em biết sức mạnh của nó như thế nào rồi, vượt trội đúng không, vượt trội so với phím cam, chứ đừng nói hội tím hội lục thì tuổi gì đúng không. Đấy, đây xem một sự kiện ngon, đặc biệt những anh em nào hết lợi tức thì đây cũng là cơ hội để gọi là lạp một mà ăn hai ăn ba đúng không, ngon. Số 4 là ngày 21, tức là diễn ra sau vào khoảng 3 ngày nữa thôi, tức là nó ngay sau vòng đua Lameless các bạn ạ, là sẽ ra sự kiện vòng quay may mắn. Vòng quay may mắn thì là cách kiếm võ sĩ ngon số 2 sau vòng đua dương, sau vòng đua dương. Nếu như có sự kiện tiêu kim cương thì mình nghĩ rằng nó ngon bằng luôn, tức là cũng là coi, có thể coi là ngon nhất luôn đúng không, đồng hạng nhất với thằng vòng đua dương. Và có quá nhiều võ sĩ, mình nghĩ là nếu như có sự kiện tiêu kim cương thì sẽ ngon hơn của vòng đua dương, vì vòng quay may mắn thì các bạn được phép lựa chọn võ sĩ, còn vòng quay đua dương thì chúng ta không được phép lựa chọn. Lameless là Lameless mà thôi đúng không. Ở đây thì có rất nhiều sự lựa chọn, các bạn có thể chọn Ainis, có thể chọn Zero, có thể chọn
Yuri dị, Leola dị, vân vân. Có rất nhiều các võ sĩ để các bạn lựa chọn với giá rất là rẻ, rơi từ khoảng độ 10.000 tới 12.000 kim cương mà thôi. Một cái giá rất rẻ đấy các bạn ạ, so với hồn hạc, đúng không? À, ok, và nó diễn ra từ ngày 21 tới ngày 22, 23 các bạn nhé, trong 3 ngày. Các anh em lưu ý, với những bạn không đua Limless thì đây là cơ hội rất là tốt để cho các bạn kiếm những võ sĩ còn thiếu trong đội hình, hoặc là kích duyên các võ sĩ mà mình chưa có. Ai cũng sẽ cần phải có duyên mà thôi, đúng không? Không thể sống một kiểu một cách vô duyên được, không ai thích nói chuyện với người vô duyên cả các bạn ạ. Chúng ta đều phải có duyên, đúng không? Đấy, ok. Đấy, vòng quay mắn các anh em nhá. Các anh em mà không đua Limless thì yên chí, vẫn có rất nhiều thứ để các anh em chơi. Mình chỉ nhắc lại là các bạn đừng bao giờ phung phí kim cương, bởi vì ở bên server quốc tế này luôn luôn mọi lúc mọi nơi sẽ có vòng quay, sẽ có thứ để cho các anh em tiêu kim cương, mà tiêu với kiểu ngon nghẻ chứ không phải là tiêu vớ vẩn vẩn, đúng không? Vớ vẩn vẩn. Ok, chuyện số 5 nó bị trùng với chuyện số 4 này là do lỗi các bạn ạ. Đấy, do lỗi nhá, chứ 4 5 là giống nhau, đúng không? Đấy. Chuyện số 6 là khu vườn bí mật của Ash, với những ai nạp mà tiền vào vụ này thì mình ăn được thôi, chứ nó rất hiếm, nói chung là rất hiếm. Nên là mình ít khi đi sâu vào cái này. Khi nào các anh em mà vào trong game thì có thể là theo dõi mình chơi event, thì có thể mình livestream hay gì đó thì có thể hỏi kỹ hơn về vụ này, cũng như là theo dõi các video trước mình cũng nói một chút về sự kiện khu vườn bí mật của Ash rồi. Nói chung thì không quan trọng các bạn ạ, không quan trọng. Campaign Master là kiện số 7, đây là sự kiện quét màn chính. Đúng không nhỉ, mình xem nào. Campaign Master. Đúng rồi. Vượt màn chính đủ số lần thì sẽ nhận được thêm quà. Cái này thì nó không phải là diện x2 màn chính các bạn nhá. Vượt thì mình nhớ nó cho thêm tí đồ như là mảnh tư chất 13 random hay sao. Đấy, nói chung thì cũng bình thường, không hẳn là nổi trội quá. Các anh em cũng không cần tích thể lực cho event ngày 22 này cả, 22, 23 đấy. Gói số 8 là gói quà VIP. Mình nghĩ là kể cả những người chơi đạt mức VIP để có thể mua thì nó cũng không hẳn là ngon, vì giá của nó không phải là hời. Đấy là theo nhận định của riêng mình. Không hời là không hời so với những sự kiện khác đấy các bạn ạ. Còn đâu quyết định thì hoàn toàn tùy thuộc vào các anh em, đúng không? Hoàn toàn tùy thuộc vào các anh em. Sự kiện số 9 là sự kiện đổi phím đỏ. Cái này mới là cái đáng để chơi các bạn này. Cái này mới là cái đáng để chơi. Sự kiện phím đỏ này, sự kiện đổi phím đỏ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 trong 2 ngày. Các bạn sẽ dùng kim cương và bụi phím, và dùng kim cương và bụi phím để đổi lấy phím đỏ. Cái giá của nó cho một cái phím đỏ nó rơi vào khoảng độ 1.000 kim cương, khoảng các bạn nhá, 1.000 kim cương kèm theo một chút phím đỏ. Mình nghĩ đây là một cái giá chấp nhận được, chấp nhận được, đúng không? Nghĩa là cái sự kiện nạp tích lũy nạp một mốc mà được 5 phím đỏ là được hời 5.000 kim cương đấy các bạn ạ. Đấy, đừng có đùa, đúng không? Đừng có đùa. Ok, mình xem lại, nó diễn ra từ ngày 22 ngày 23. Trên số 10 là sự kiện đổi mảnh võ sĩ. Đổi mảnh võ sĩ mình nghĩ là nó cũng không ngon lắm. Không ngon lắm. Mỗi người chỉ có tới 20 cơ hội đổi mảnh võ sĩ. Mình nghĩ là không ngon lắm, thật sự không ngon. Các anh em cũng không cần quan tâm lắm đâu. Số 11 là thức tỉnh đổi hồn vũ khí. Tức là nó bán hồn vũ khí các bạn ạ. Giống như đang bán hồn vũ khí của con Limless ấy, nhưng bây giờ thì nó bán cho nhiều hơn. Tức là có 4 hồn vũ khí để các bạn chọn. Và thông thường là các hồn vũ khí của các tư chất 14 cũ, tư chất 14 cũ. Đấy. Tư chất 15 thì không thể bằng con đường này được. Tư chất 15 tí nữa các anh em mới thấy nó sẽ là vòng quay trứng cơ. Nó diễn ra ngày 22 và ngày 23. Như vậy ngày 22 và ngày 23 có quá nhiều sự kiện, đúng không các bạn? Nhưng toàn là sự kiện không quan trọng. Đấy, mình sẽ nhắc lại sự kiện quan trọng lúc đấy đầu trên này, nó là sự kiện vòng quay mắn các bạn nhá. 21, 22, 23, 3 ngày đúng không? Đấy. Sự kiện số 12 là thằng Kyo tự tử, đúng không? Ok, hay còn gọi là Kyo nhảy tháp đấy các bạn ạ. Đấy, nó nhảy xuống tháp nhưng mà tất nhiên là nhảy hụt thì mới chết, đúng không? Chết thì hết phim. Khi mà bạn nhảy xuống ngon thì phần thưởng ngon. Nói chung phần thưởng đây là một cái event, à, một cái sự kiện kiếm ảnh bản năng ngon dành cho các anh em. Đấy. Chuyện số 13 là bảo vệ Terry 2K3, 14 là mình bao, 15 là bảo vệ ca phẩy. Những thằng này hoàn toàn không quan trọng, đúng không? Chúng ta không làm gì cũng được chơi, đúng không? Nó có kim cương các bạn nhé, quan trọng có kim cương. 16 là thêm 3 lần màn khó chứ không phải là x 2 vật phẩm màn khó, bình thường, không hẳn là quá quan trọng. 17 là bán thể lực, mua 3 lần thể lực thì được nhận thêm 30 thể lực, mua 5 lần thể lực được thêm 50 thể lực, đúng không? Đấy, đại loại là như vậy. Nói chung là cũng bình thường, đúng không? Bình thường. Bán trang phục võ sĩ cho những ai mà dư giả kim cương. Đấy. Diễn ra vào ngày 24 đến ngày 25. 19 là mở dương thần, nhận hồn mảnh hồn vũ khí các bạn ạ. Đấy, để nhận mảnh hồn vũ khí.
Nói chung là cũng được, với những ai mà tích lũy được khoảng 200 chìa thì mình nghĩ là chơi được. Những ai ít hơn thì lên tích tiếp. Tích tiếp, mình mới được khoảng độ hơn 100 chìa nên là chắc sẽ tích tiếp. Còn sự kiện số 20 là sự kiện là đổi mảnh hồn vũ khí các bạn nhá. Đấy, đổi mảnh hồn vũ khí. Mảnh hồn vũ khí đó thì bạn sẽ đổi ra như là lấy các hồn vũ khí mà bạn cần. Ở đây thì nó có cả tư chất 14, tư chất 13. Tư chất 14 và tư chất 13. Tư chất 14 tất nhiên là sẽ đắt hơn một chút. Và có yêu cầu kèm thêm một lượng kim cương nhất định, rơi vào khoảng độ 1.000 kim cương thì phải. Khoảng như vậy. 21 là giảm giá 10 lần đầu tiên quay chìa dương thần trong cái event quay chìa dương thần đấy. Cũng được đúng không? Vì đây để nó kích thích mình chơi ấy mà. Diễn ra tất nhiên là cùng với cái sự kiện chìa dương thần kia. Đó là ngày 24, ngày 25. 23 là làm việc tốt để nhận thêm phần thưởng. Các bạn tưởng tượng nó làm giống như là event sự kiện tuần thôi, sự kiện tuần thôi. Test nó như kiểu sự kiện task ấy, đúng không? Đấy, nó tức là vật phẩm event có kim cương, có cả nhiệm vụ share đấy các bạn, đại loại như vậy. Nhưng mà vật phẩm của nó không quá quan trọng và không cần phải chuẩn bị gì cả, chúng ta vẫn có thể hoàn thành tốt được, đúng không? Đấy. 24 là bán gói giới hạn, gói quà giới hạn. Gói này thì cũng thường là tăng đẳng rồi tăng trang bị các thứ, nói chung là cũng không quan trọng, không quan trọng. Giờ ai mua gói đấy nữa, đúng không? Chắc chỉ có ông nào server cũ mà cần nâng cấp nhanh thì người ta mua. 25 là thử thách quét màn võ sĩ nữ cộng 2 thơm bơ. 26 là bảo vệ Kula có kim cương, một lượng nhỏ rơi vào khoảng độ 60 kim cương cho sự kiện bảo vệ Kula với những ai làm tốt. 27 là đồ ăn võ sĩ cho những ai chơi theo meta gấu. Meta gấu thì không cần đua quá nhiều bốt mà cần mua thể lực các bạn ạ. À mình sẽ mua đồ ăn. Đây chính là cái sự kiện dành cho team gấu đấy các bạn ạ. Đấy, anh em chơi team gấu lưu ý nhá. Mình đang nói chỗ này rất là nhỏ. Đấy, chia sẻ với các anh em một kinh nghiệm quý báu đấy. Ngày xưa top 1 về nuôi lực bên Việt Nam, chia sẻ đấy với vận động. Đấy. 28 là tiếp tục là vòng đua dương. Cái gì đây? Time limited chest. Đúng rồi các bạn ạ. Vòng đua dương. Đúng không? Nó diễn ra vào ngày 26. Như vậy là mình xiếc lại như sau này. Lameless tới ngày 20 là kết thúc đúng không? Ngày 21 sẽ là vòng quay may mắn đúng không? Đấy, và đến ngày 21 hay 23 đúng không? Đến ngày 23 là kết thúc vòng quay may mắn. Đến 26 tức là thêm 3 hôm sau lại là vòng quay dương tiếp. Như vậy các bạn có thể thấy là các vòng đua nó chỉ cách nhau có vài ngày thôi đúng không? Người chơi thậm chí không, mình nghĩ là không đủ nghỉ ngơi, không kịp nghỉ ngơi để chơi vòng quay. Đấy, thế nên là các bạn sẽ bắt buộc là mình phải có một khoảng nó chững lại để cho mình có thời gian nghỉ ngơi đúng không? Để hồi kim cương. Chứ ông đòi ăn hết các sự kiện trong server quốc tế này thì không được đâu các bạn ạ. Nên các anh em lưu ý nhá. Đừng có thấy người ta bảo cái gì hay hay là cứ thế mà dồn kim cương vào chơi. Đến lúc những cái sự kiện sau quan trọng hơn, hữu dụng hơn, cần thiết hơn, thiết thực hơn thì lại bỏ qua đúng không? Đấy, vì hết kim cương thì nó rất là phí. Các anh em lưu ý, mình đã yêu thích đội hình nào, đã xác định đội hình nào là đội hình mình sẽ chơi một cách lâu dài bền bỉ để xây dựng, để đạt được âm mưu thì cố gắng nhẫn nhịn đúng không? Cố gắng nhẫn nhịn chờ tới ngày đấy đúng không? Nó ra event sẽ sớm thôi các bạn ạ, không muộn đâu, vì event các bạn thấy nó dồn dập như thế này cơ mà. Đấy là các anh em lưu ý nhá, lưu ý chứ không phải công thấy đang chơi cái gì nhỉ, đang chơi rắn thấy người ta bảo hổ tay đi 2k3 đấm mạnh lắm đúng không, kinh lắm đúng không, nên công lại đổi qua hổ tay đi 2k3 rồi lại thấy thằng an hay heo nó đâu trâu bò đúng không, chí ma vâng ông lại thích, ông lại nhảy qua gấu đúng không, rồi thấy đánh pk có lameless nó cân tem đúng không, võ sĩ mới đâu búp mà đúng không, công lại thích, công lại bảo lameless đang còn to hơn là tay đi 2k3 đúng không, công lại nhảy vào chết đấy đúng không, công đừng có như thằng Kyo đúng không, nhảy tháp là tự tử chết ngay đây đúng không, đừng có đùa. Rồi ok, sự kiện vòng đua này là vòng đua as các bạn nha. Sự kiện số 29 là 30 đã vạch trần nó rồi đúng không? Nó diễn ra vào ngày 26 tới tận ngày mùng 1 tháng 3. Và tất nhiên ngày mùng 1 sẽ là lại là võ sĩ mới các bạn ạ. Mình nghĩ sẽ là lại võ sĩ mới. Đúng mà, ngày mùng 1 đấy là vào kết thúc vòng đua as lại là võ sĩ mới. Nên các anh em lưu ý. Đấy, as nếu như không thật sự cần thiết thì cũng không nhất thiết là phải đua. Nhưng thật sự trong những cái võ sĩ hiện nay mình thấy as là toàn diện nhất. As là toàn diện nhất. Thật sự đấy các bạn ạ. Nào là giảm công này, đam to này, trước đam to nó còn thanh tẩy được võ sĩ nhá, đúng không, đánh được lâu dài này, đúng không, đánh được lâu dài, đánh càng lâu as càng khỏe, càng nhiều lửa xanh as càng trâu bò, đúng không, khả năng tiến triển cực tốt này, đúng không, lục môn, tứ môn, nhị môn sau này còn khỏe hơn nhiều so với bây giờ, đúng không, đấy,
Rồi là kết hợp được với cực kỳ nhiều meta này, sáng thế rắn cực kỳ ngon vì đó là hồn rắn sẽ được hưởng buff của Chrysalis. Hỏa ngon lành vì đó là con thuộc võ sĩ hỏa, đúng không? Quá ghê đúng không? Quá ghê. Đúng chưa? Trông đi. Thôi rồi các bạn ạ, à, nó được kết hợp được rất nhiều thứ. Tứ hồn cũng được vì nó cũng là con tứ hồn mà, đó là hồn rắn, tứ hồn thì cũng rất là thiếu hồn rắn. Đấy, ngon mà đúng không? Mình bảo ngon là ngon. Ok. Rồi đặc biệt lần này nó còn sự kiện tiêu viêm cương đi kèm. Vòng quay mắn không có tiêu viêm cương đi kèm, nhưng Ad Crimson vòng 2 này có sự kiện tiêu viêm cương đi kèm. Sự kiện tiêu viêm cương thì mình nghĩ là nó sẽ dần gần giống như là con Lemness thôi. Nhưng tất nhiên nó sẽ không có hồn vũ khí giống như là Lemness, mà con Lemness nó bựa nó cho nửa cái hồn vũ khí. Khỉ gió cái bọn server quốc tế này, server USA này, mình chưa rồi thấy cái server nào, cái event nào mà lại cho nửa hồn vũ khí như là cái server này các bạn ạ. Vãi cả trưởng, mấy ông cái gì nhỉ, phát triển game chôn vãi luôn đúng không? Kỳ vãi. Nhưng hôm sau mình sẽ giải thích, ở video sau mình sẽ giải thích cho các em tại sao lại có vụ một lửa hồn vũ khí. Mình sẽ giải thích cho các anh em biết đúng không? Cậu không hiểu được ý đồ của người ta đâu đúng không? Cậu không hiểu ý đồ của người ta đâu. Tôi là tôi hiểu ý đồ của người ta rồi đúng không? Để video sau đúng chưa? Tôi chia sẻ với ông. Ha cớ làm sao người ta lại cho lửa hồn vũ khí đúng không? Em cũng nghĩ cả đấy. Rồi, sự kiện số 32 tiếp tục là sự kiện nạp mà mốc nào ăn mốc đấy. Sự kiện này vẫn là sự kiện ngon, nhiều người thích nên người ta cho vào thôi. 33 là Mirror cái gì đây, cộng 2 lần à? Đây là cái gì đấy nhở? Đây là thử thách cái gì đấy nhỉ? Miracle là cái gì nhỉ? Tôi tự nhiên lại quên. Sorry các anh em, sự kiện 33 này các anh em nào dịch được thì để dưới phần comment tí nhá, hoặc anh em vào group đọc nhá. Chuyện này tiên mình lại quên, đúng không? Miracle là không phải màn chính, không phải màn thường. Nó là cái gì nhỉ? Cái gì mà lại cộng 2 lần nhỉ? À, hình như là không, à, cái hay là tháo xe vàng hay sao ấy các bạn ạ? Hình như là tháo xe vàng hay sao ấy, hình như thế, đại loại kiểu đấy đúng không? Cộng 2 lần. Lúc đấy là võ sĩ lữ cộng 2 mà, bây giờ là đại loại như vậy đúng không? Đấy, ok. Và đây sự kiện 34 là sự kiện quét, à cái gì nhỉ? Quét mà là sự kiện quét trứng để nhận hồn vũ khí của Ad Crimson. Sự kiện này nó rất là được lợi vì nó đi cùng với sự kiện tiêu viêm cương. Đấy, sự kiện tiêu viêm cương thì nó diễn ra cực kỳ dài, từ ngày 26 cho tới ngày mùng 3 tháng 3 cơ. Mùng 3 tháng 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 3 cơ, đúng không? Đấy, quá dài luôn các bạn ạ, dài vai. Đúng không? Đấy, đây là các anh em hoàn toàn là có thể chơi được đúng không? Chơi được. Mà không biết là cái sự kiện tiêu viêm cương nó dài như thế này thì nó mốc cuối của nó bao nhiêu. Mốc lớn nhất mà mình từng thấy là mốc 50.000 kim cương đấy, đúng không? Đốt nguyên một con mèo đấy. Đấy, không biết bây giờ lần này sẽ là bao nhiêu, đúng không? Kinh khủng khiếp. Sự kiện số 35 là thử thách 2048, bình thường tốn thời gian nhưng mà vật phẩm chủ yếu là vàng thì kim cương thì không có. 36 là sự kiện X2 màn X2 vượt tháp các bạn nhá. Sự kiện lần này so với sự kiện lần trước khá là ngắn nên chắc chắn là mình nghĩ rằng sẽ sớm thôi. Nó rơi vào khoảng độ 26 hay 27 gì đó. Tức là khoảng độ hơn tuần nữa thôi. Đấy, thì lại sẽ có lịch event mới các bạn nhá. Lịch event mới. Đấy, về lần này thì nó diễn ra trong vòng như này nó có khoảng độ gần 2 tuần thôi, đúng không? Nhưng các bạn có thể thấy rằng có rất nhiều sự kiện lớn mà chúng ta cần phải lưu tâm. Đó chính là, mình xin điểm danh lại, đó chính là vòng quay mắn, đó chính là xuất hiện của vòng đua Ash lần 2 với tiêu viêm cương đi kèm, và số 3 là hồn vũ khí của Ash Crimson trong sự kiện quay trứng, đúng không? Trong sự kiện quay trứng. Ok, còn tất nhiên ngay sau đó sẽ là đầu tháng và chúng ta sẽ tiếp tục là đón chờ thêm những cái võ sĩ mới, những cái bản update tiếp theo vân vân và mây mây. Còn rất nhiều điều thú vị mà chúng ta còn phải cần rất nhiều thời gian thì mới khám phá hết được, cũng như là xây dựng được cái đội hình mà chúng các bạn là mong muốn. Video của mình xin phép các anh em là tạm thời dừng ở đây với hai nội dung chính, đó là 5 nguyên nhân, 3 lý do đúng không, 3 dấu hiệu để khẳng định một game chuẩn bị sập, và review về chuỗi event mới nhất cuối tháng 2 này, đúng không? Chúc các anh em sẽ có một cái giây phút hết sức là thoải mái, yên tâm, bình tĩnh, đúng không? Không lo lắng, có thể hồi hộp nhưng mà không lo lắng, đúng không? Cùng với kênh Tờ Đủ S98 với game KOF98 phiên bản quốc tế dành cho tất cả người chơi trên thế giới, đúng không? Đây là bản quốc tế các bạn nha, global ấy, chứ không phải riêng cho server nào đâu. Đấy, chứ đây là USA, là nói là ngôn ngữ USA thôi, chứ không phải là dành cho những người Mỹ đâu, đúng không? Đấy, các anh em cần phải lưu ý, đúng không? Luôn luôn theo dõi, ủng hộ kênh của mình nhé.
Hẹn lại các bạn ở những buổi livestream và những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật sự là hiệu quả. Hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo.